Mối Hận Máu, tác giả nhà văn Lê Nguyệt, tập 3. Từ lúc xảy ra vụ Can làm nhục và Thăng đánh Phú bạc tay, đến nay ông ta mới trở về. Lấy chén cho cha cùng dùng cơm, ba anh em họ Phan không nói tiếng nào, nhưng vợ Phú thì nhắm nhẵn. Dữ ác không á, tụi con cất nhà xong hết rồi, chớ thấy cha tới hỏi thăm một tiếng nghe. Thăng đã cố dặn lòng, phải nhẫn nhục nên dù tức cành hông cũng nén cái nhìn tóe lửa xuống. Thì hôm nay tao về tiễn tụi bay, còn muốn cái gì nữa? Hà cũng không vừa. Tiễn sao? Chứ không phải cha đang gặp khó khăn về chỗ ở à. Mà con nói cho cha biết nghe, chị Tư, chị Nam tính sao thì tính. Chứ con là không có chấp nhận con mẹ riêng ở chung đâu. Đừng có nói con út có phải nuôi cha mẹ nghe. Không chịu nổi, Thăng dằn chén xuống bàn. Bà có cái quyền gì lên tiếng? Hà trả lời ngay. Con là dâu có cưới hỏi đàng hoàng mà không có quyền, vậy cứ cái thứ núp lén mới có quyền hả cha? Thăng cầm chén lên, định ném vào mặt Hà, thì Phú ngăn lại, anh nạt vợ. Ai cho cô cái quyền nói với cha cái giọng đó hả? Hà tái mặt vì giận, vợ giàu và vợ sang cũng đồng thanh. Cha ở với tụi con thì được, nhưng bà Diện một bước cũng không cho vô nhà. Ông Thăng giận rung, đưa mắt nhìn mấy đứa con trai. Vợ chồng Thạch ngồi im lặng bình thường ăn cơm, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dầu từ tốn nói: Cha, như con đã nói với cha rồi đó, cha cưới ai tụi con cũng sẵn sàng đón nhận, nhưng bà Diền thì không được. Bây giờ cha có nói gì tụi con cũng thà mang tội bất hiếu chứ không có để cho bà ta bước vô nhà đâu. Sang cũng lên tiếng: Mà tại sao cha lại dướng vào con mẹ đó, trong khi mẹ có gì tốt đâu? Cha nhận hết cái nhục này đến cái nhục khác, chưa đủ hay sao cha? Thăng hất văng bàn cơm xuống đất. Đời thở nào mà cho phép con dám lên mặt dạy đời cha mình như vậy? Coi như tao bất hạnh, đẻ ra cái thứ con coi trọng vợ hơn cha mình. Bây giờ không nói nhiều, ba đứa bay phải chiết ra cho tao một công đất. Một công đất thôi, có nhiều nỗi gì đâu, để tao hưởng tuổi già. Tập cực khổ cả đời nuôi dưỡng tụi bay, mà bây giờ nỡ để tao dứt dưỡng ở ngoài đường hay sao? Dầu hai mắt đỏ que. Sao thì con để cha dứt dưỡng được chứ? Đứa nào cất nhà cũng dành cho cha một phòng, để cha muốn ở với ai thì ở. Cha đã phụ lòng tụi con để đi gian díu với người chẳng có ra cái gì, xúc phạm vong linh của má con. Tụi con đã thề một bước cũng không cho bà ta tới nhà. Cái loại trên trai dưới gái đó mà cha cũng đùm bọc được, sao làm gương cho con cháu? Biết không lay chuyển được ba đứa con ruột của mình, Thăng quay sang Thạch. Dượng biết có lỗi với con nên từ lâu mắc cỡ không có dám về nhà. Nếu con nghĩ tình thương Dượng đã làm lá chắn cho bào thai con ra đời, có thể nào cho Dượng xin miếng đất không? Nghe ông Thăng nói, Thạch chưa kịp phản ứng thì Dầu đã hoảng hốt la lên: Trời ơi, cha lại làm khó anh ba nữa. Ba đứa con ruột của cha đã không có chấp nhận mà bây giờ cha lại lôi anh ba vô. Con nói thiệt, cha có giận thì giận, anh ba có đồng ý con cũng phản đối. Cha làm ơn đi cha, tha cho anh con đi. Thăng quát mắt nhìn Dầu: Rõ ràng mày tiệt đường sống của tao mà. Mày không nghĩ đến thằng cha này cũng phải để thằng Thạch nó giúp tao chứ. Mày muốn tao lang thang đầu đường xó chợ làm thằng giá áo túi cơm mới đành lòng phải không? Tới nước này, Thạch không nỡ để cho Dầu phải cãi tay đôi với cha mình. Anh đang giận, phải giận lắm. Vì vừa rồi Thăng đã hất đổ bàn cơm làm cho Hoàng khiếp sợ chui tọt vào lòng mẹ. Anh lại càng không có hiểu Thăng mặt mũi nào và lấy tư cách gì để yêu cầu anh cho một miếng đất cất nhà. Thạch chán chê, khinh ghét Thăng, chỉ muốn ông ta cút xéo khỏi cái nơi cư trú của mình, nhưng vẫn còn kẹt lại ba đứa em mà anh thương. Nhìn Thu lo lắng chờ quyết định của mình, Thạch cảm thấy khó xử. Anh im lặng và mọi người hồi hộp chờ nghe anh nói. Hồi lâu Thạch lên tiếng: Nghe nói ông đang cất nhà chỗ của bà Diền, bây giờ trục trặc gì sao?
Thằng chửi thề. Con mẹ nó chứ. Xây lên 4 bức tường rồi, cái đầu mọc ra cái thằng xã trưởng Cang à. Nó tới làm cái giọng ông nội, thu lại đất cho con thơ, rồi còn ngã giá bán cho tao 2 công giường. Đó là 100 lượng vàng. Chịu nổi không? Cả nhà đồng thanh la lên. 100 lượng vàng? Thằng chửi đổng. Phải, 100 lượng. Mẹ bà nó, phải ăn cướp của người ta không? Hà cười khoái trá. Thì cha mua đi, mua cho bà Diền ở. Thạch đã nư trong bụng, bồi luôn. Nó cũng đâu có buộc ông mua mà kêu là ăn cướp chứ. Thằng làm thinh nhìn Thạch với ánh mắt cầu cứu. Giúp dượng một lần đi con. Thạch quyết định rất nhanh. Thôi vậy, cho đất ông thì tôi không có cho. Tôi cũng giống như tụi nó vậy đó, rất khinh ghét bà Diền. Nhưng giúp ông ở chỗ ở thì tôi sẵn sàng bỏ ra 20 lượng. Thiếu đủ bao nhiêu là do ông thu xếp với con thơ. Thằng đưa mắt nhìn ba đứa con trai. Ba người cũng nhìn nhau và thống nhất bằng cái gật đầu. Dầu nói, anh ba đã nói vậy tụi con cũng theo. Mỗi đứa sẽ cho cha 20 lượng, tất cả 80 lượng. Còn bao nhiêu cha tự lo đi. Cúc, Liên, Hà đều nhổm dậy. Hà bức bối. Tôi phản đối. Thằng trừng mắt nhìn Hà. Mày phản đối cái gì? Hà bước ra lại gần thằng. 90 lượng ông nội cho, phần cha đã 40 lượng cho cái vụ cướp giật rồi. Bây giờ 20 lượng cho cái việc ruồi bu này nữa. Một mình cha ẩm hết cái số vàng ông nội cho các con, làm cha cái kiểu gì vậy? Thằng bất ngờ trước Hà, ông trợn trừng mắt. Trời đất ơi, mày kể tội tao đó hả, cái con kia? Chứ không đúng sao? Thu nãy giờ ngồi im lặng ôm lấy con, thấy Hà hỗn xược với thằng, mặc dầu không có ưa ông ta, nhưng chị cũng xót cho giàu sang phú. Chị điềm đạm nhắc Hà. Thiếm Sáu à, dù sao cũng là cha chồng, thiếm cũng không có nên có thái độ như vậy. Ai ngờ Hà quay sang đớp chát vào mặt của Thu. Liên quan gì tới chị? Chị bây giờ cũng như người ngoài, không có dính dấp gì đến họ Phan. Chị hãy lo bảo vệ tài sản kết sự của mình đi. Đối với chị, 20 lượng không là bao nhiêu, nhưng với tôi là quá lớn. Mà phải rồi, chị là con ông Hương cả mà, ai dám động đến chị? Thu chưa kịp phản ứng, thì thằng đã kéo ghế đứng dậy, đá cái rầm và cái ghế văng ra xa, ông ta gầm lên. Con mẹ mày, tao bỏ bà Diền, nhưng thằng Phú, mày phải thôi con nhỏ này cho tao. Hà sấn tới. Tôi tội gì mà thôi tôi? Tội bất kính với cha chồng, đủ chưa mày? Hà cười khẩy mỉa mai. Bất kính với cha chồng à? Loại cha chồng như ông á, sống chỉ báo đời con cái thôi. Tất cả những người có mặt đều sững sờ trước thái độ của Hà. Thạch với tư cách anh cả lên tiếng. Quá đà rồi đó, Thiếm Sáu à. Hà quay qua Thạch. Còn anh nữa, tôi chưa thấy ai ngu như anh á. Chưa dứt câu, chát một tiếng, Phú đã giáng cho Hà một bạt tai nảy lửa. Hà dậy chết lên. Anh đánh tôi! Phú gằn giọng. Cô còn nói thêm một câu nữa thì tôi đuổi ra khỏi nhà tức tốc, cứ giờ khác liền đó. Hà ấm ức nhưng cũng không dám nói thêm, bỏ ra sau nhà và mọi người nghe tiếng bàn ghế chạm nhau ì đùng ở bên dưới. Chỉ vậy thôi mà trong lòng Hà đã ghi sâu cái mối hận với vợ chồng Thạch. 2 ngày sau, mọi việc đâu vào đó, Thơ đã bàn giao đất đai nhà cửa cho Thăng. Lần này rút kinh nghiệm, Thăng đứng tên sở hữu mà không cho Diền thừa kế. Trước ngày dọn ra, 4 anh em Thạch giàu sang phú bày một bữa cơm, cùng ăn cùng uống với nhau để chia tay đến say mềm. Nơi đây, họ đã được sinh ra và lớn lên, đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu. Nhắc lại, họ cười vui và bệnh trịnh chia tay, dù khoảng cách các nhà không có xa, nhưng từ nay ai nấy đều có nhà riêng để lo. Họ thống nhất với nhau là dù có xảy ra chuyện gì, thề quyết không có bỏ rơi nhau. Nhà đông người cũng quen, bây giờ chỉ còn vợ chồng và đứa con trai 3 tuổi, Thạch thấy buồn quá. Đành rằng tống khứ ông Thăng đi rồi, từ nay anh không còn trách nhiệm gì với ông ta nữa, nhưng không có các em, anh cũng buồn. Hôm sau nữa, trước bữa cơm trưa thì Nhị dẫn Thư tới.
Vợ chồng Thạch ngạc nhiên nhìn Thơ. Cô cầm một bọc trong đó có 20 lượng vàng đặt lên bàn. Dạ, đây là số vàng mà cậu mợ đã bỏ ra. Em nghĩ nên trả lại cho cậu mợ, vì không có lý nào đối với người như vậy cậu lại tốn tiền. Em nhận 80 lượng cũng là quá sức tưởng tượng của em rồi, không có dám đòi hỏi gì hơn. Thu mời Thơ ngồi, cầm lấy bọc tiền dúi vào tay Thơ. Phần này của em nên nhận nó. Anh chị đã đưa ra rồi không có lấy lại. Giả chăng cũng phải đáp trả ông ta để sau này ổng không có kêu ca và đòi hỏi gì nữa. Nhị lên tiếng. Tôi đã nói với bà rồi, đời nào anh chị tôi nhận mà bà không tin. Rồi Nhị kéo ghế xà xuống chỗ Thạch và Thu rỉ rịch. Bây giờ họ đi hết rồi, em có chuyện nói với anh chị nè. Thơ đang kiếm việc làm, mà em biết chị cũng đang cần người phụ giúp. Nhỏ này nó giỏi lắm mà, lại lanh lẹ tay chân nữa. Chơi với em nhỏ lớn, nên em rành nó 6 câu giọng cổ bù lon luôn á. Chị nhận nó làm nha chị. Nó không có người thân, sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình. Em bảo đảm nhân cách của nó. Vợ chồng Thạch cười. Thạch đưa mắt dò xét nhìn Thơ. Cô gái có khuôn mặt dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Tạng người vừa phải, săn chắc, mạnh mẽ, mặt tròn, mắt đen, nụ cười tươi rói, dễ gần, chứng tỏ đó là người phúc hậu. Chính vì Thơ còn trẻ và xinh đẹp như vậy, nên anh ngập ngừng. Anh sợ điều tiếng thị phi, mặc dù biết rằng gia đình đang cần lắm một người giúp việc. Thu cũng cùng chung suy nghĩ như chồng. Có điều chị cảm thấy an tâm khi đó là bạn của Nhị. Biết đâu gần gũi nhau lâu ngày, sau này chị sẽ tác hợp cho hai đứa nó không chừng. Thạch đưa mắt dò hỏi ý của Thu. Thu gật đầu. Vậy là kể từ hôm đó, Thơ là thành viên trong nhà. Thơ đảm đang quán xuyến hết mọi việc, từ chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, heo gà. Thu chỉ việc rảnh rang chơi với con và dưỡng thai. Từ ngày có Thơ, không khí trong nhà vui hơn. Nhị tới lui thường xuyên và nói chuyện khôi hài làm cho mọi người cười vang. Vợ chồng có Thạch đinh ninh sau này họ sẽ là một đôi. Thơ gọi vợ chồng Thạch bằng anh chị. Họ như người một nhà, không phân biệt chủ tớ. Một hôm, Nhị từ nhà đi băng băng lên, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nói với Thạch. Anh ba, em đi giết thằng Thảo nè. Thạch hoảng hồn. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Nhị gieo mình cái phịch xuống bộ dáng gõ bức bối. Nó gan trời mà, nó bắt mất cặp gà trống mà bắt hương cho em rồi đó. Để đâu mà nó bắt? Em cũng nhốt ở trong bội bình thường như lâu nay thôi. Nghe nói lúc này nó thua độ đá gà lia chia, nợ ngập đầu. Nó nghe em có cặp gà độ nên ngang nhiên tới bắt. Má em cản lại nó xô té ngửa. Nó ỷ con hội đồng nên tác quay tác quái, đụng em là banh xác nó liền chứ giỡn mặt với em hả? Thạch cũng nổi nóng. Thiệt là quân cướp cạn mà. Đi, anh em mình đi kiếm nó phải quấy với nó. Hai người dòm đứng lên thì Thu kéo tay Thạch lại. Thôi bỏ đi anh, giá đáng gì cặp gà mà gây thù chuốc oán với cái thứ đó. Nói như chị vậy đó, để nó được mời rồi mai mốt nó leo lên đầu lên cổ mình hả? Em phải dần cho nó một trận mới đã cái nư của em. Rồi sau đó nó tới kiếm chuyện hoài, chú thím ba chịu nổi không? Cặp gà của em á, để hôm nào chị lên xin cha lại cặp khác, nghe lời chị đi. Xin cặp khác á, nó bắt nữa cũng vậy à. Chừng đó không có nhịn. Nhị ấm ức, nhưng nể Thu nên im lặng. Thơ cười chúm chím. Ông dìa đốt nhang, gian giái cho nó đá thua thì từ nay sẽ không dòm ngó gà của ông nữa. Nhị đang quạo cũng cười khà khà. Gà đổ của tôi mà biểu thua. Mấy ngày sau, Thạch và Nhị bắt đầu đi lùng mua đất. Sớm ra đi, đến tối mịt mới về. Nhà chỉ còn hai mẹ con Thu và Thơ. Chú ba thỉnh thoảng lại ra thăm chút rồi trở vô giường. Thơ làm hết tất cả mọi việc. Cô được Thu tin tưởng và thương yêu. Thơ cảm thấy từ lúc sinh ra tới bây giờ, thời gian này hạnh phúc nhất của mình. Hà gặp Thơ ngoài ruộng. Lúc Thơ đang đi đổ bung về, thần thớt nói cười. Đổ bung về hả em? Cá tép nhiều không? Thơ không trả lời,
mà nghiêng giỏ cho Hà xem. Đang cầm cái giỏ đi chợ, Hà hốt một mớ thép bỏ vào giỏ rồi vuốt ve thân hình thơ. Chà, vô nhà giàu chẳng bao lâu thay da đổi thịt rồi hen. Anh chị ba đối xử với em ra làm sao? Thơ cười cũng không trả lời. Ở nhà Thạch chỉ hơn có tháng thôi, nhưng cô đã cảm nhận được một tình cảm chân thành của một gia đình. Cô thương vợ chồng Thạch và Nhị, xem Hoàng như cháu ruột. Cô từng nói với lương tâm là sẽ bảo vệ gia đình này như gia đình của mình. Cho dù Hà có dùng thủ đoạn gì để ly gián cô cũng không có trúng kế. Hà lại hỏi, anh ba lúc này đi lội mua đất hả em? Thơ gật, Hà lại hỏi, đi bỏ nhà vậy có hai người đàn bà con gái không sợ sao? Sợ gì? Tối anh ba về mà. Hà cười khỏa lấp, nhà giàu quá ít người cũng sợ. Sợ cướp hả? Cướp vô đứa nào giết đứa đó. Hà le lưỡi rùng mình. Thơ chào Hà rồi bỏ đi một nước. Hà nhìn theo bần thần. Thơ và cô ba Biền đi chợ về. Gần đến nhà nghe tiếng Thu la thất thanh. Thơ đưa giỏ sách cho cô ba rồi rút con dao nhỏ vừa mới mua phóng chạy bạc mạng về nhà. Cô thấy Hoàng đứng ở ngoài sân khóc inh ỏi. Linh cảm chuyện chẳng lành. Cô ùa vào trong phòng có Thu. Cô kinh hoàng khi thấy một gã thanh niên bịt mặt kín mít đang đè Thu xuống, quần áo Thu bị xé tanh bành. Thơ lao tới giật miếng vải che mặt của hắn và rú lên. Thằng Thảo, mày làm gì vậy? Thảo nhào tới, bóp cổ Thơ. Tay đang cầm con dao, Thơ đâm thẳng vào chân Thảo. Hắn hét lên buông Thơ ra, rồi lao ra cửa. Cô ba Biện đứng chắn ở đó, hắn xô cô ra, rồi mang cả con dao đang cắm vào chân chạy thục mạng ra đường. Thơ không còn tâm trí đâu mà đuổi theo Thảo khi thấy Thu ôm bụng đau quằn quại. Cô lấy áo mặc vào cho Thu rồi khẩn khoản nhờ cô ba Biền xuống kêu giùm chú thím ba Đạt. Thơ kinh hoàng khi thấy máu từ ở dưới người Thu chảy lên láng. Cô ôm lấy Thu và khóc. Chị ráng lên chị ơi, chờ chú thím ba lên em đưa chị đi nhà thương. Thu gật đầu, chị bấu lấy vai của Thơ. Và Thơ cũng cảm nhận được sự tín cẩn của Thu đối với mình, cũng như biết chị đang cố chịu đựng cái cơn đau dữ dội. Chú thím ba hộc tóc chạy lên, chú bồng Thu đặt lên giường, rồi dục thím đi tìm ngay bà mụ giường, vì biết chắc Thu sắp bị sảy thai. Thơ nhờ cô ba nấu giùm ấm nước rồi tự mình lau rửa cho Thu, thì bà mụ giường tới. Thu đã sảy mất bào thai 4 tháng. Đứa con thứ hai của Thạch khi chống cự cơn dục vọng tàn bạo của Thảo. Thu đã sảy mất bào thai 4 tháng. Đứa con thứ hai của Thạch khi chống cự cơn dục vọng tàn bạo của Thảo. Thơ nghiến răng. Thằng chó chết, trời sẽ trả báo nó. Còn về sớm hơn một chút sẽ không xảy ra cái chuyện này rồi. Chú ba an ủi cô. Tại bày quạ gió thôi con à. Đâu ai ngờ ban mày ban mặt mà nó dám dở cái trò đồi bại như vậy. Bận này thằng Thạch nó về lớn chuyện nữa chứ chẳng chơi đâu. Thơ vừa khóc vừa nói. Anh ba không có xử nó, con cũng xử nó. Chú ba cười. Chú nghĩ trong cơn giận dữ Thơ nói vậy thôi. Nhưng Thơ lại nghĩ khác. Cô nghi ngờ Hà xúi dục Thảo vào nhà Thăng cướp của. Hà đã hỏi Thơ về sinh hoạt trong nhà. Biết buổi sáng chỉ có mẹ con Thu, vì Thơ phải đi chợ, mà Thảo lúc này nghe nói bài bạc đá gà trụ chè liên miên, nợ nần búa dây. Hắn không dám nói với bà hội đồng tịch nữa, nên phải tìm cách xoay ra tiền, kẻo đến tay ông hội đồng thì hắn sẽ bị truất quyền thừa kế. Hà dư biết Thu chân yếu tay mềm, tính tình thuần hậu, nên sẽ không dám chống cự mà ngoan ngoãn đưa tiền ra, để không có kinh động đến bào thai trong bụng. Thơ nghĩ, có lẽ cô ta không thể nào đoán được Thảo lại dở cái trò xúc sinh trước khi thực hiện hành vi trộm cướp. Bây giờ, Thảo đã nhận một dao của cô ở chân. Thơ hoàn toàn không lo lắng hắn trả thù. Đó là chứng cớ. Tự cô sẽ vạch mặt Hà, kể luôn cả việc Hà cho người hãm hiếp cô rồi ra tay cứu giúp với mục đích đưa cô vào nhà Thạch làm tay chân cho ả. Buổi sáng khi nhà Thạch xảy ra chuyện,
Hà gặp bà Diền ở gần khu vực đất của Phú. Hôm nay cô ta mặc một cái áo rất đẹp, áo không có bâu cổ để khoe bộ ngực căng phồng mơn mởn. Áo may bằng vải đắt tiền và hàng nút mới. Diền biết cả cái xã này chưa chắc có ai có cái áo thứ hai với bộ nút chỉ có 4 cái mà xem cả 100 lít gạo. Thấy Diền chăm bẩm nhìn cái áo của mình, Hà đắc ý nghiêng mặt. Sao? Thèm lắm rồi phải không? Thèm thì dì kêu tình nhân mua cho. Ôi, mà bà có mặc cái thứ gì cũng không có giống con người ta đâu. Diền bất ngờ với lối nói chuyện của Hà, nhưng bà ta cũng không có chịu thua. Mày chắc giống người ha? Cái thứ nghèo hèn con tá điền một bước lên trời cũng làm cái giọng chảnh nữa. Bản tính thù dai và nhỏ nhen, Hà lượm cục đất chọi thẳng vào mình của Diền. Diền né được rồi phát lên chửi. Cái con khốn nạn kia, sao mày dám đụng tới tao? Bộ hết muốn sống rồi hả? Hà sấn tới kinh kiệu. Sao tôi không dám đụng tới bà? Bà là cái thá gì chứ? Chỉ có ông Thang ngu mới lọt họng bà, chứ cái xứ này ai còn lạ gì bà nữa. Diền trù tréo. Trời đất ơi, cái thứ con dâu con gì mà hỗn vậy? Tao cho mày biết nghe không? Trước sau thằng Phú cũng thôi mày à. Chừng đó mày coi, sẽ thê thảm ra làm sao? Hà cười khỉnh. Chuyện đó, Tết mà róc kìa. Bà lo thân bà đi, chót chét một hồi tôi giả rớt cái răng bây giờ đó. Diền nhào tới giận run. Mày ngon! Hà chỉ chờ có vậy. Ả nắm tóc Diền, cuốn chặt vào tay trái, tay phải còn lại, giả bơm bóp vào mặt bà ta. Diền gầm rú lên, cào vào áo Hà. Tay bà ta bứt được cái nút áo, lòi ra một khoảng da. Diền dùng 5 ngón tay nhọn cào thật mạnh. Hà đau điến buông Diền ra thì nhìn thấy trên vùng ngực của mình tươm máu. Diền lượng sức mình không có kham nổi với sức dốc mạnh bạo của Hà nên bỏ chạy về nhà. Nhìn thấy Thăng đang ung dung ngồi uống trà, Diền đặt cái nút áo rất đẹp của Hà cái cộp xuống bàn rồi gùn quằn ngồi cạnh Thăng. Biết vừa xảy ra chuyện gì, Thăng ngọt ngào. Chuyện gì mà quạo quọ vậy cưng? Nút áo của ai vậy? Diền được dịp trút giận. Của con dâu Út Anh chứ ai. Nó gặp em ngoài đường, chửi xiên chửi xéo một hồi. Nó nói anh ngu bị em dụ. Nó kêu anh bằng ông Thăng chứ không có kêu bằng cha nha. Em tức mình dạy nó vài câu. Ai dè, nó nhào vô, nó nắm tóc em, nó đánh lia lịa. Anh coi nè. Trời đất ơi, đỏ lòm hết trơn rồi. Con nhỏ này quá tai rồi nghe. Diền khóc. Nhục quá mà. Em bấu đứt cái nút áo của nó, cào vô ngực nó. Rồi cái nó mới buông ra mà em chạy về được đây nè. Thăng cầm lấy cái nút, hùng hổ đứng dậy. Để qua tới nhà dạy cho nó một bài học, kẻo nó quen cái thói ức hiếp người lớn. Diền xúi dục. Cẩn thận nha anh, coi chừng cái thằng Phú nghe lời dở xúc phạm anh đó. Thăng quả quyết, đấu trà nó dám đó. Rồi ông ta cầm cái nút áo của Hà đi rầm rập về phía nhà của Phú. Thăng giận lắm. Từ lúc có của riêng đến bây giờ, Hà rõ ràng không coi ông ra gì, dám ngang nhiên miệt thị và cãi tay đôi với ông. Hôm nay còn cả gan dùng vũ lực với Diền nữa, người đàn bà mà ông rất mực thương yêu. Đang đi ngon trớn với khuôn mặt đằng đằng sát khí, bỗng từ xa Thăng thấy một người đi siêu dẹo và đột nhiên đổ ập xuống đường còn kêu lên. Chú Hai ơi, chú Hai Thăng, cứu tôi. Thăng đã tính bỏ mặt nhưng kịp nhận ra Thảo, quý tử của hội đồng tịch, nên rảo bước lại gần. Ông ta phát hiện ra Thảo đang bị thương ở chân và con dao gọt trái cây bén ngót còn xuyên qua thịt. Máu theo từng bước chân Thảo chảy dài. Thăng nhìn quanh quất, nơi đây thuộc khu ruộng của Phú. Chung quanh vắng ngắt, chỉ có gió lùa qua ngọn lúa đang trổ đồng đồng. Thăng nghĩ, đưa Thảo về là lập công với ông hội đồng tịch, sau này có dịp mà nhờ giả. Thăng ngồi xuống đỡ Thảo. Chuyện gì mà cậu ra nông nổi như vậy? Thảo thở hổn hển. Là con dâu của ông, vợ thằng Phú, nó xúi tôi tranh thủ lúc chỉ có mình vợ ba Thạch ở nhà vô cướp tiền vàng. Tôi chưa kịp làm gì thì con Thơ đi chợ về, nó đâm tôi một dao ngay chân đây nè. Tôi chạy bán mạng tới đây thì đuối quá. Thăng quảng kinh hỏi gặn lại. Con Hà nó xúi cậu hả? Chứ ai? Thằng Phú nó biết không?
Chắc là không biết. Phải, ông Thăng nhủ thầm trong bụng. Phú mà biết là không bao giờ có cái chuyện này xảy ra. Ông lạnh mình nghĩ đến Hà. Người đàn bà này thiệt là ghê gớm. Ông không thể để cho Phú chung sống với một kẻ như vậy cả đời. Phải, dù bây giờ ông cũng không có thương Thạch, nhưng cũng không còn ghét bỏ như trước. Ông chỉ muốn bốn anh em nó sống hòa thuận, đùm bọc nhau. Trong ba đứa con, ông e dè với Dầu nhất, vì Dầu gần gũi với Thạch. Thương Thạch và Sang Phú luôn nghe lời Dầu. Sang thì bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, nên ông ít bận tâm lo nghĩ cho Sang. Phú bộc trực, nghĩ gì nói cái nấy, mà đã nói là làm. Phú cũng là người được ông thương yêu, cưng chiều, nhưng lại lấy lầm có con vợ tâm địa hẹp hòi, miệng mồm rắn rít. Rồi không hiểu vì sao, ông rút nhanh con dao ở dưới chân Thảo ra, đâm liên tiếp 3-4 nhát vào ngay quả tim Thảo. Cậu quý tử của hội đồng, kinh hoàng trợn tròn mắt không kịp ú ớ, đã ngẽo đầu sang một bên về với ông bà. Nhát dao cuối cùng, Thăng không rút ra mà vẫn để nguyên trên ngực trái của Thảo. Rồi ông gấp rút, nhét cái nút áo vào bàn tay ép lại cho hắn nắm chặt. Xong việc, ông ta ung dung trở về nhà, bỏ qua ý định đi tìm Hà để dạy cho một bài học. Thăng nghĩ, dao của Thơ và cái nút áo của Hà, khi phát hiện ra xác Thảo thì hai người đó bị tình nghi nhiều nhất. Ông ta không có thù oán cũng như không có quan hệ chi với Thảo, nên sẽ không có ai nghi ngờ ông ta. Hà bị tù rồi, Phú cũng sẽ cưới vợ khác thôi. Về tới nhà, ông kể hết cho bà Diền nghe. Mặt Diền xanh như tàu lá chuối, bà ta sợ liên lụy nên trong lòng cảm thấy bất an. Diền run rẩy nói với Thăng. Anh ơi, con Hà nó biết em lấy cái nút áo, bây giờ mình giá họa cho nó như vậy nó sẽ biết liền. Hay là anh ra lấy lại rồi tri hô lên làm như mới phát hiện ra cái xác chết đi anh. Thăng tái mặt nhưng trấn tĩnh ngay. Em có lấy cái nút áo của nó về đâu, lúc xô xác đã văng mất rồi mà. Diền nghĩ cũng phải, nhưng rõ ràng hôm nay Thăng đã giết người, và ta cảm thấy ghê sợ khi phải chung sống hàng ngày với kẻ máu lạnh này. Phải tìm cách ngay thôi. Nhưng dẫu sao ông ta cũng là chỗ duy nhất cho bà nương tựa. Mất ông là mất chỗ dựa nửa đời sau của bà. Cho nên bằng mọi giá phải che giấu cho ông ta, miễn là đừng có động phạm gì tới bà là được. Chiều hôm đó, anh em có Thạch Nhị về sớm hơn thường ngày. Vừa mới đậu ghe xong, anh đã gặp Tư Sử. Sử lớn giọng kêu Thạch. Ba Thạch ơi, về nhà riết đi, vợ cậu có chuyện rồi đó. Thạch hoảng hốt. Chuyện gì? Rồi không kịp nghe trả lời, anh và Nhị 3 chân 4 cẳng chạy trối chết về nhà. Như cơn lốc, Thạch lột nón và áo khoác quăng bịch lên bộ gián gõ, rồi chạy vào phòng tìm Thu. Thấy vợ nằm đó, chăn đắp ngang cái bụng xẹp lép, không còn cái bào thai, mặt xanh mướt, anh tròn tay ôm lấy chị. Chuyện gì vậy em? Nhị, Thơ và chú thím Ba cũng bước vào. Chú Ba từ tốn kể lại từng chi tiết chuyện đã xảy ra. Nhị luôn miệng. Trời đất ơi, cái thằng gan trời đó. Còn Thạch, anh cảm thấy máu nóng bốc lên ngùn ngụt trên đầu, tim đau nhói như có ai đang bóp chặt lại. Anh mím môi rít lên. Thằng Thảo! Rồi anh đứng bật dậy, giói tay rút cái mát giót luôn luôn để thủ sẵn trong phòng, gầm lên. Con đi giết nó, nó dám đụng đến vợ con là leo lên đầu ông con rồi. Thấy bộ dạng của Thạch, Thu hoảng hốt kéo tay anh lại. Đừng anh, đừng có nhúng tay vào báo, đi báo xã trưởng Can rồi cha hay là được. Thạch gạt tay Thu ra. Báo xã trưởng, ông nể mặt hội đồng tịch cũng cho chìm xuồng, cho cha hay thì nhục anh lắm, là đàn ông mà không có bảo vệ được vợ con mình. Thạch rưng rưng khóc. Thu ôm đầu chồng vào lòng, an ủi dỗ về. Em không sao rồi anh à, mất đứa con thì mình sẽ có đứa khác. Anh manh động như vậy, lỡ có chuyện gì em còn khổ hơn. Thơ nước mắt lưng tròng xen vô. Em nghĩ là mình biết kẻ chủ mưu. Cả nhà kinh ngạc nhìn Thơ. Thơ kể danh sách tất cả mọi chuyện đêm hôm đó, từ lúc tên tá Điền bụm miệng lôi cô vô chòi, chuyện Hà giải cứu và xúi cô vào nhà Thạch làm tay chân cho ả. Cô nêu nghi ngờ của mình cho cả nhà nghe.
Chú ba gật gù, nhị nhéo thư. Sao lâu nay bà không kể tôi nghe? Tôi tưởng bà chỉ lợi dụng tôi, đâu ngờ bà dám làm vậy. Thạch mím môi. Đây chỉ là suy đoán của thơ thôi. Nhưng từ lâu anh cũng biết Hà không phải là người tốt. Bây giờ mà dành mặt nó, tội nghiệp cho Phú thôi. Nhưng anh phải đi hỏi tội cái thằng Thảo mới được. Đừng có manh động. Thu nói phải. Báo cho xã trưởng Cang, một mặt mời hội đồng tịch và thằng Thảo lại nói chuyện. Một mặt mời anh Hương xuống một chuyến, thì thằng Cang không có dám cho chìm xuồng đâu. Nhị săn sái. Em đi với anh, có gì em sẽ dần cho nó một trận, anh khỏi ra tay. Thơ cũng đứng dậy. Em cũng đi nữa, em là nhân chứng, nó sẽ không có chối được. Chú ba trầm ngâm. Ừ, ba anh em đi đi, nhớ hết sức bình tĩnh, nghe không? Thạch, Nhị, Thơ hùng hổ kéo nhau đi, chú ba kịp gỡ cái tay Thạch, lấy cái mát giót lại. Ba anh em xăm xăm tiến về nhà ông hội đồng tịch. Họ nhìn thấy người dân ở đây cũng nháo nhào ra đường, thái độ khẩn trương như họ. Thạch nói khẽ, chật vật mà người ta đi đâu rầm rộ vậy không biết. Ai gặp Thạch cũng chào hỏi, anh đón một người lại. Người thứ chín đó trả lời, ủa, không phải chú ba mày đi coi xác thằng Thảo ha, nó bị ai giết chết ở trên đất Phú em của chú đó. Thạch giật mình, nó chết rồi hả? Ai giết nó? Có biết đâu, dân phát hiện ra xác nó hồi chiều, cứng đơ rồi, mới báo cho xã trưởng Cang hay. Bây giờ nghe nói đang giữ nguyên hiện trường chờ đốc tờ lại khám nghiệm, đặng làm ăn kết ăn kiết gì đó. Tôi cũng mới nghe nói bèn chạy đi coi nè. Thôi, chú từ từ đi sau nghe. Ba anh em Thạch khựng lại, Nhị vỗ tay. Đúng là trời giúp mình mà, có người giết nó thay mình rồi. Thơ bỗng cảm thấy lo lắng. Hồi sáng em có đâm nó một nhát vô chân, có khi nào nó bỏ chạy đuối quá không kịp về tới nhà, bất máu chết không anh ba? Thạch nhìn Thơ khẳng định, bị thương ở chân không có chết đâu, đừng có lo. Nhưng anh thắc mắc, sao lại chết trên đất của Phú, đâu phải đường về nhà nó? Thơ bần thần suy diễn, hay là nó kiếm Hà để trợ giúp, sợ bại lộ Hà giết nó luôn để bịt đầu mối. Hà chắc không có gan giết người, nhưng nếu đó là sự thật thì ả này ghê gớm quá. Nhị phán một câu, không có thoát khỏi lưới trời đâu mà. Ba người vừa đi vừa bàn luận đã nhanh chóng tới hiện trường. Năm cái đèn mang sông được thắp sáng choang cả một vùng. Thạch nhìn thấy khu vực có xác Thảo đã được bao quanh bằng cái lớp dây chì gai. Bà hội đồng tịch đang gào khóc xỉu lên xỉu xuống, còn ông hội đồng thì đứng chống nạnh bên cạnh xã trưởng Cang, trưởng ấp Tung và mấy người lính. Thạch còn nhìn thấy ông Thăng, bà Diền, Giàu, Sang và vợ chồng Phú trong đám đông lố nhố. Anh chen vào lớn tiếng, thằng Thảo chết rồi sao? Ai giết nó vậy? Nó mà không chết đó, chính tay tôi cũng giết nó đó. Mọi người quay lại nhìn Thạch. Ông Thăng, Giàu, Sang, Phú dẹt cái đám người đến gần anh. Thăng rít lên, mày điên rồi hả Thạch? Người ta đang tìm hung thủ mà mày nói gì vậy? Thăng lo cho Thạch thật lòng. Ông không muốn Thạch dính líu gì đến cái chết của Thảo. Mấy lúc gần đây, ông chỉ muốn chúng nó một lòng một dạ đùm bọc, chung lưng đấu cật với nhau làm ăn. Phần ông, với căn nhà khang trang và bà Diền là vợ, hàng năm chúng có đông lúa cho ông hay không cũng không quan trọng. Ông vẫn còn tiền để ăn cả đời. Với ông như vậy là quá đủ. Nếu như Thạch xảy ra chuyện gì, đám con của ông sẽ mất chim đầu đàn. Ông giết Thảo chủ yếu gán tội cho con Hà, để Phú tránh xa cái con đàn bà có tâm địa xấu xa, tuyệt nhiên không có liên quan đến Thạch. Những lời của Thạch lọt tai xã trưởng Cang và hội đồng tịch. Ông hội đồng cũng là người biết lý lẽ, được dân chúng ở đây nể trọng. Ông quay sang Thạch, đang sắc khí đằng đằng, hất hàm. Bà Thạch, mày nói cái gì vậy? Làm sao? Thạch bước tới bức xúc. Hôm nay trong khi tôi đi vắng, con Thơ đi chợ, chỉ có mình vợ tôi ở nhà. Thằng Thảo bịt mặt chạy vô đè vợ tôi hãm hiếp. Vợ tôi chống cự, nó đã làm cổ sảy thai. Cũng may con Thơ về kịp, lột cái khăn bịt mặt mới nhận ra nó. Thằng Thảo xiết cổ con Thơ đâm con dao nhỏ vô chân của nó, có cô ba Biện làm chứng. Nó xô cô ba ra rồi bỏ chạy. Vợ tôi bị hư bào thai 4 tháng, tôi đang kiếm hỏi tội nó đây nè. Mọi người nghe Thạch nói đều há hốc miệng.
Ông hội đồng chắc lưỡi, còn bà hội đồng thì nháo nhào khóc. Mày đừng có vu khống cho con tao! Ngay lúc đó thì đốc tự tới. Ông khoảng gần 50 tuổi, đi chung với ông còn có hai người mang sách theo dụng cụ y khoa để khám nghiệm tử thi. Giàu sang phú, chia buồn với Thạch, ông Thăng nhìn anh. Nó hãm hiếp con Thu hả? Có khi nào nó định vô cướp của, nhưng khi thấy con Thu nên động lòng tà. Thấy ông Thăng cũng cùng suy nghĩ như thơ, Thạch bắt đầu nghi ngờ Hà. Thơ nãy giờ, tai thì lắng nghe câu chuyện, mắt vẫn cứ nhìn Hà đăm đăm. Mấy lần Hà tránh né ánh mắt của Thơ, Hà linh cảm được Thơ bây giờ đã là người nhà thân thích tinh cẩn của họ Trần. Nhưng cô ta không đoán được trong đầu Thơ đang nghĩ cái gì. Khoảng một canh giờ, đốc tờ đã làm xong việc, đưa biên bản khám nghiệm cho xã trưởng Cang. Đốc tờ nhận xét. Nạn nhân chết do 4 nhát dao chí mạng cắm vào tim. Ngoài ra, trên bắp chân cũng có một vết đâm của cùng một con dao. Hai vết thương này cách nhau khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi chết, trong tay nạn nhân còn cầm cái nút áo của phụ nữ. Hung khí và tang vật đã được lấy ra đây. Cang cầm con dao và cái nút áo đã được niêm phong trong bọc ni lông rồi trước đèn băng xong cho mọi người cùng xem. Thơ nhìn thấy Hà mặt xanh mét, trung lẩy bẩy, cô dẹt đám người, bước ra gần xã trưởng giọng quả quyết. Con dao này là của tôi đâm vô chân Thảo khi hắn đè bóp cổ tôi. Sau đó hắn bỏ chạy, có cô ba biện làm chứng. Sau đó vì lo cho chị ba, nên tôi không có đuổi theo. Bây giờ tôi cùng với anh ba, với nhị định đến nhà ông hội đồng để trình bày vấn đề này, đòi lại công bằng cho chị ba. Cang hỏi lớn. Cái nút áo này có ai biết của ai không? Tức thì bên dưới nhào nhào lên. Của mợ Sáu Phú đó. Cái áo này mợ mới may, nút áo mắc lắm đó. Mọi con mắt đổ dồn về Hà. Cô ta run rẩy ú ớ rồi chợt nhớ ra. Hà la lên. Bà Diền! Xã trưởng Cang nhíu mày. Dính líu gì tới bà Diền? Hà run run kể. Sáng hôm qua tôi với bà Diền có xảy ra xô xát. Bà bứt cái nút áo tôi rồi cào vô trong mình tôi, vết xước còn đây nè. Nút áo đó chắc là thằng Thảo lấy được từ bà Diền. Không chừng bà đó giết rồi giá họa cho tôi nữa đó. Diền run run. Mày nói bậy. Lúc đó mày nắm tóc tao, đánh tao. Tao quơ đại chứ có biết cái nút niết gì đâu. Mày nói trong mình có vết cào, biết đâu thằng Thảo nó giằng co với mày để lại. Hà phát quản. Bà đừng có đơm đặt nha không. Mấy móng tay nhọn quá, cào khác với tay không có móng. Thơ không có nhịn nổi nữa, cô ào tới Hà. Đúng, tôi cũng khẳng định người giết Thảo là bà Hà. Chính bà đã sai người giả bộ cưỡng hiếp tôi rồi ra tay cứu giúp. Sau đó đề nghị tôi vô nhà của anh ba Thạch để làm nội ứng cho bà. Nhưng tôi không có đồng ý. Chính bà đã hỏi tôi về sinh hoạt nhà anh ba, rồi nhân lúc nhà chỉ còn có chị ba, bà xúi giục Thảo vô trộm cướp. Việc không thành, Thảo bị thương, tới nhà bà cầu cứu, bà đã giết người bịt mối, là bà. Bà đã gây ra tất cả cái vụ này đó. Hà điếng người nhìn Thơ. Trời ơi, mày thù quán gì tao mà gieo oan giáo quả cho tao vậy? Rồi à níu lấy áo của Phú. Anh, nó nói bậy, em sao dám bày ra cái chuyện đó chứ? Ông hội đồng nạt lớn. Thôi, không có cãi cọ. Xã trưởng tống giam hết mấy người bị tình nghi vô, chờ mai giải quyết. Còn bây giờ, cho tôi xin cái xác của thằng con về chôn cất cho nó. Đám lính ùa tới định bắt Thơ, Hà và bà Diền, nhưng Thạch cản lại. Con Thơ vô tội, tôi đứng ra bảo lãnh cho nó. Khi nào có trác đòi, tôi sẽ đưa nó tới. Thăng lên tiếng. Tôi cũng bảo lãnh cho bà Diền. Phú nãy giờ chỉ đứng im lặng, anh bàng hoàng trước những chuyện xảy ra. Nhưng khi thấy Thạch và cha mình đứng ra bảo lãnh cho người nhà, anh cũng không ngoại lệ. Xã trưởng nói. Được, ai bảo lãnh thì người đó chịu trách nhiệm. Đầu giờ chiều mai sẽ tập hợp trên văn phòng xã xét xử công khai cái vụ này. Thạch nêu ý kiến của mình. Tôi sẽ đi mời cha vợ tôi, ông Hương Cả xuống tham dự vì cái chuyện này liên quan đến con gái của ông. Hội đồng ngắt ngang. Ông Hương xuống cũng tốt, dù gì thằng con của tôi cũng chết rồi, nó đắc tội với con của ông thì nó đã bị quả báo, tôi cũng phải nói vài lời phải quấy với ổng. Mọi người giải tán,
Ông hội đồng tịch cho người đem xác cậu quý tử về lo chuyện hậu sự. Trước khi về, thơ kịp nhìn thấy ánh mắt căm thù của Hà. Cô tất nhiên là không sợ. Trên đường về nhà, Phú không nói một câu nào với Hà. Phú thừa biết vợ mình tâm địa hẹp hòi, nhưng anh chỉ nghĩ là cô ta tham lam của cải. Mấy lúc gần đây lại thích xe xua áo quần, trang điểm phấn son lòe loẹt, ra vẻ tại đây là nhà quyền quý. Anh cũng nhắm mắt tai ngơ vì anh hiểu cô ta đã từng mặc cảm hèn sang khi làm con của tá điền. Nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ cô ta lại dám mua chuột thơ làm tay trong để hãm hại Thạch. Anh không biết việc cô ta đánh mắng bà Diền, lại càng không có ngờ Hà dám xúi dục Thảo đi cướp của hiếp dâm Thu. Vợ của người anh một mẹ khác cha mà anh em Phú rất mực thương yêu và kính trọng. Đêm tối hôm đó, nằm bên cạnh Thăng, mặc dù được ông ta dỗ về trấn an, nhưng Diền vẫn luôn run rẩy vì lo sợ. Nhìn Diền, Thăng cảm thấy bất an. Ông ân hận mình đã kể cho bà ta nghe về mọi việc. Lòng dạ đàn bà, biết đâu bà ta sợ quá lại khai ra ông chính là thủ phạm giết người ở thiền sau. Thăng ướm lòng của Diền. Nếu bị bức bách quá, em có khai qua ra hay không? Diền rút đầu vào người của ông. Em cũng không biết, nhưng em sợ tù tội lắm. Rõ rồi, Thăng bắt đầu lo. Cả đêm trằn trọc không có sao ngủ được. Diễn cảnh tối tăm hiện ra mồn một trước mắt của ông. Ông giận mình một phút nông nổi đã giết người. Nếu như ông không vội vàng, chỉ cần cứu được Thảo đem về nhà hội đồng, thì bộ mặt của Hà cũng bị vạch ra. Để rồi bây giờ, ông lại phạm phải sai lầm tiếp theo là kể sự thật cho Diền nghe, để rồi không biết bây giờ bà ta sẽ phản bội, sẽ tố giác mình lúc nào. Không được, phải tìm cách bưng bít thôi. Chứ nếu ông dướng vào cái dòng lao lý, các con ông làm sao dám ngẩng mặt nhìn đời. Ông quay sang ôm lấy Diền. Lâu nay qua quên hỏi, em có biết chữ không? Võ vẽ thôi anh, hỏi chi vậy? Có viết cho ai thấy bao giờ chưa? Diền đang rầu thúi ruột cũng bật cười. Đọc còn chưa rành, viết gì mà viết, nhưng anh hỏi chi? Thăng mừng thầm trong bụng, ông nói nhỏ vào tai của Diền. Mình dọn đi xứ khác làm ăn nha em. Diền mừng quýnh. Thiệt hả? Rời khỏi đây đi. Để sáng mai qua đi lấy vàng về rồi mình đi. Chứ ông Hương xuống thì khó lòng à. Diền ôm lấy Thăng. Thăng gỡ tay bà ra. Xuống nhà lấy lên sợi dây luộc dài. Bất ngờ từ phía sau trong vào cổ có Diền siết chặt. Diền ú ớ trợn tròn mắt nhìn Thăng. Ông ta treo bà ta lên xà nhà, nhìn bà giãy giụa rồi chắp tay. Thông cảm cho Hoa, Hoa thương em nhưng không có chấp nhận sự phản bội. Rồi bỏ mặc Diền từ từ đi vào cõi chết. Ông ta ngồi vào bàn, viết dùm Diền lá thư tuyệt mệnh. Cầm viết lên, Thăng quay lại nhìn Diền lần cuối. Chợt thấy ánh mắt gian xin cầu khẩn của bà, ông không cầm lòng được. Phải, đây là người mà ông đã, đang và sẽ yêu cả cuộc đời. Ông đã bất chấp dư luận, bất chấp sự phản đối của các con, bất chấp dùng 100 lượng vàng mà một người bình thường có tích cóp cả đời cũng không có nua nổi hai công đất mà làm tổ ấm cho vợ chồng già. Giết Diền rồi, liệu lương tâm ông có yên ổn mà tiếp tục sống không? Nghĩ tới đó, ông bỗng dưng đứng bật dậy, chạy lại nhấc bổng Diền lên, tháo dây rồi gỡ bà ta xuống. Mặt Diền còn lộ vẻ kinh hoàng. Cái chết sắp xảy ra trong gang tấc làm cho bà cảm thấy sợ hãi con người của Thăng. Bà muốn nguyền rủa hắn, muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn và không đủ can đảm để làm gì, cũng như không có đủ can đảm mà nhìn mặt hắn lúc này. Diền khóc, khóc tức tưởi trong tủi nhục. Thăng ôm lấy bà, Diền cũng không còn đủ sức để đẩy ra. Hoa chỉ muốn cảnh cáo em thôi, chứ làm sao Hoa giết em cho đành chứ. Giết em rồi, cả đời lương tâm Hoa sẽ bị giằng xé. Hoa biết trước sau gì em cũng đi tố cáo Hoa. Nếu em bị dí vô đường cùng, Hoa nói thiệt với em, Hoa không phải là người có máu lạnh. Giết thằng Thảo xong, Hoa rất là ân hận. Vì nếu kịp nghỉ một chút, Hoa sẽ đi báo với hội đồng tịch, thì con Hà cũng bị trừng trị. Và lúc đó Hoa cũng không biết thằng Thảo hãm hiếp vợ thằng Thạch tới hư thai. Nếu biết, Hoa cũng giết nó.
Hoa không giết nó thì Thạch nó cũng giết. Giết Thạo rồi, Thạch sẽ không còn tiền đồ. Mặc dù nó có ông Hương che chắn, nhưng tội giết người phải bị chung thân hoặc tử hình. Hoa tin là em sẽ không có muốn nhìn Hoa có kết cục như vậy, phải không? Diện im lặng, không khóc nữa. Bà ta cũng hiểu là Thang yêu mình, muốn sống chung với bà là điều thật lòng. Và bà cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sự thật vừa xảy ra quá sức tưởng tượng của Diền. Bà cảm thấy con người Thăng thật đáng sợ. Nhưng hắn nói cũng phải. Xứ này bà không ở được với ai nữa rồi. Chỉ cần hắn cho bà thật nhiều tiền, bà sẽ ra đi. Đi một mình, thoát khỏi hắn mới có thể vô tư mà sống đến cuối đời. Nghĩ vậy nên Diền ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Thăng. Bà dùng mỹ nhân kế thỏ thẻ. Nhưng anh có đến không hay bỏ em một mình? Thăng vuốt ve tấm thân người đàn bà đã 50 tuổi nhưng vẫn còn tràn trề nhựa sống. Nếu trong vòng một tháng không thấy Hoa đến thì em hãy tự lo. Chắc là Hoa xảy ra chuyện rồi. Còn không thì bất cứ giá nào Hoa cũng đến với em. Diền ngửa cổ lên nũng nịu. Coi cái cổ của em nè, có vết hằn sâu rồi đó. Thăng cúi xuống hôn lên cái cổ đầy đặn của Diền. Hoa xin lỗi, Hoa thương em mà. Thăng đưa Diền địa chỉ một nhà trọ ở Sài Gòn, cho Diền 10 lượng vàng để ăn ở trong thời gian chờ đợi. 10 lượng đối với bà Diền là cả một gia tài. Bà ta nghĩ rất nhanh, sẽ không đến chỗ đó, sẽ đi xa hơn và sẽ làm lại cuộc đời bằng số vàng này. Trời chưa sáng, Diền xếp vài bộ đồ bỏ vào giỏ đi chợ. Thăng bẻ hai trái đu đủ đã mỏ dịch cho bà dằn lên để lỡ như có ai nhìn thấy, cũng nghĩ là bà đi chợ bán đu đủ. Tự nhiên Diền buột miệng. Anh bảo lãnh em mà em đi vậy thì anh làm sao? Thăng cảm động. Đừng lo cho Hoa. Hoa dặn nè, lỡ như bị bắt lại cũng tuyệt đối nói không có biết cái gì nghe chưa. Chỉ nói là lén ăn cắp tiền của Hoa rồi bỏ đi để tránh phiền phức. Diền cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra bà ta cũng biết là không phải Thăng xô bà đi để đổ hết tội lỗi lên đầu của bà. Trời chưa kịp sáng, Nhị đã tới chờ trước cửa của ông Hương Cả Bằng. Khi nghe Nhị tường thuật lại vụ việc xảy ra, ông Hương giận run người, tức tối vỗ tay ầm ầm xuống bàn. Để ta viết một tờ trắc, con về đưa thằng xã trưởng gông cổ hết cái đám đó giải lên đây. Tổ cha nó chứ, cái xứ làng quê mà chúng dám ngang nhiên lộng hành, cướp của hiếp dâm giúp người giữa ban ngày ban mặt như vậy. Đụng tới con gái của ta là dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi đó. Nhị lật đật thưa. Dạ, bác Hương à, sức khỏe chị ba không có đi nổi lên đây đâu. Với lại ông Cang cũng nói xét xử vụ này công khai trước bàn dân thiên hạ rồi. Anh chị con kêu lên mời bác xuống một chuyến, chứng kiến để coi xã trưởng Cang xử như sao thôi. Ông Hương mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được, con về trước đi. Để ta kêu đốc tờ Hương làm bên sanh đẻ xuống khám cho chị con. Một đứa con xa bằng ba đứa con đậu. Tội nghiệp con ta bị cái quân mạt hạn làm nhục. Xong ta sẽ xuống ngay lập tức. Trưa hôm đó, ông Hương, đốc tờ Hương và vài người lính xuống tới. Vừa bước vào nhà, ông đã hỏi chỗ nằm của Thu rồi cùng đốc tờ bước vô. Nhìn thấy cha, Thu nhãn cười. Ông ngồi xuống bên giường con gái triều mến vuốt tóc chị. Con chịu thiệt tội rồi. Thu cười mà ngân ngấn nước mắt, ông lại nói. Cha kêu đốc tờ khám kỹ lưỡng rồi cho thuốc con uống. Đừng có buồn nữa nghe con, từ từ sẽ sanh cho nó những đứa con khác. Ông nhờ thím ba ở nhà cùng với bà đốc tờ lo cho Thu, rồi cùng với chú ba Đạt, Thạch, Nhị, Thơ và mấy tùy tùng tới văn phòng xã. Hai bên đường nhìn thấy ông Hương, ai nấy cũng phấn khởi theo bước chân của ông rầm rộ kéo đi. Tới nơi, Cang đã có mặt, cúm núm chào ông. Những người đến đó trước thấy ông Hương đều vỗ tay hoan hô. Ông Hương ngồi xuống ghế chủ tọa, bên cạnh là hội đồng tịch. Ông ta rụt rè nhìn ông Hương. Tiểu tử của tôi xúc phạm con gái ông Hương cả. Tôi chưa kịp trừng trị thì nó đã bị quả báo rồi. Tôi khấn cầu ông Hương bỏ qua cho gia đình bất hạnh của tôi. Xin con không có biết dạy. Ông Hương cả liếc nhìn ngang rồi nhìn Cang. Bắt đầu được chưa?
Càng gọi tên từng người bước ra, Hà, Thơ, cuối cùng là bà Diền. Không thấy Diền và Thăng có mặt, mọi người bắt đầu xì xào và nhìn ra đường. Càng trong lòng cảm thấy bất an vì chính mình cho bảo lãnh kẻ bị tình nghi, thì nhìn thấy ông Thăng đang dịu bà Diền khập khiễng đi tới. Nhìn thấy Diền rồi, Càng mới yên tâm. Ông ta ngồi xuống ghế dưới bậc của Hương Cả và hội đồng dõng dạc tuyên bố. Hôm nay, tại đây mở phiên họp xét xử vụ án giết người, nạn nhân là Nguyễn Văn Thạo, con ông hội đồng Nguyễn Văn Tịch, đã vào nhà của anh Trần Trung Thạch cướp của hãm hiếp chị Lê Thị Bích Thu, vợ của Thạch. Trong lúc gây án, bị cô Phạm Thị Thơ phát hiện đâm một dao vào chân. Thạo bỏ chạy và chết vì bị con dao đó đâm vào tim, có chứng nhận của pháp y. Khi chết, trên tay của Thạo còn cầm cái nút áo của bà Võ Thị Hà, vợ anh Phan Đắc Phú. Thị Hà khai là trước đó có xô xát với bà Nguyễn Thị Diền, đã bị bà ta cào rách và mất cái nút áo. Thị Diền khai là do bị Hà đánh nên quơ đại không có để ý đến cái nút áo gì cả. Hôm nay, trước mặt dân chúng ở địa phương, có sự chứng kiến của ông Hương Cả vừa được bổ chức tri huyện. Có mặt của ông hội đồng, cha nạn nhân cũng là bậc được dân quý trọng, tôi xin phép được xét xử công khai cái vụ này. Đầu tiên, mời cô Phạm Thị Thơ tường thuật lại vụ việc hôm đó. Thơ bước lên ba bước, đứng đối diện với những người có thẩm quyền. Cô nhìn ông Hương và cảm nhận được ánh mắt ấm áp của ông đang nhìn cô, càng làm cho cô thêm cảm kích và sự căm hận với Hà càng lớn hơn. Cô nói trắng trỏi. Trước bữa đó một ngày, bà Hà đón tôi ngoài ruộng, hỏi anh ba Thạch cứ đi công việc hoài, chị em tôi ở nhà có sợ không? Tôi nói sợ gì chứ, tối anh ba về. Bà hỏi thường ngày ai đi chợ, tôi nói tôi. Bữa đó như lệ, tôi đi chợ về với cô ba Biền. Gần tới nhà nghe tiếng thét của chị ba và tiếng bé Hoàng khóc. Tôi giao giỏ cho cô ba, tiện tay lấy con dao nhỏ mới mua chạy vô. Tôi thấy một tên bịt mặt kín mít đang đè chị ba xuống giường. Tôi nhào tới, xô nó ra, rồi kéo cái khăn bịt mặt thì phát hiện là Thạo. Nó nhào tới bóp cổ tôi, liền bị tôi đâm một dao vô chân. Nó tung ra cửa, xô cô ba bật gọng rồi phóng chạy. Thấy chị ba đau lăn lộn nên tôi không có đuổi theo. Sau đó nhờ cô ba xuống kêu chú thím Ba Đạt. Chú bảo thím đi kêu bà mụ Mười lại xem thì chị ba đã sảy thai. Chị ba kể lại, nó vào nhà lôi chị ba vô phòng, ghề dao vô cổ chị, bảo có bao nhiêu tiền đưa ra. Trong túi chị còn mấy chục bạc, nó lục lấy hết rồi hỏi chị chỗ cất vàng. Chị nói không biết, hỏi hoài không được, rồi nó đè chị ra định hãm hiếp. Chiều anh ba về nghe chuyện, mấy anh em dẫn nhau đến nhà của ông hội đồng hỏi tội thằng Thạo, thì mới hay nó bị giết chết rồi. Vậy có lý do nào mà cô cho là Hà chủ mưu việc cướp của hãm hiếp này? Là do trước đây bà ta thuê một tá điền tới với ý đồ giả bộ làm nhục tôi để bà ta ra tay cứu giúp. Nhưng anh tá điền đó đã nói thật với tôi nên ảnh không có làm gì quá đáng, chỉ diễn kịch cho bà ta coi thôi. Bà ta xuất hiện kịp lúc rồi đưa tôi bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, nói là tôi nợ bà ta một ân tình. Sau này bà dọn đi rồi, nhà ba Thạch sẽ cần người. Bà nói để bà giới thiệu cho tôi tới xin việc và làm tay trong cho bà ta. Cũng may tôi được nhị dẫn đến nhà anh ba trước, không có mang ơn và dính líu tới bà. Thơ nói tới đó rồi nhìn sang Hà, bỗng thấy chị hai cổ từ dưới bước lên, tán Hà hai bạt tay gằn giọng. Cùng là chị em bạn dâu với nhau, sao tâm địa của mày xấu xa vậy? Thơ biết hôm nay chị hai cổ sẽ về vì tối hôm qua nhị đã ra đò nhắn chị. Cô không ngờ cổ nổi nóng lên như vậy. Ông Hương lên tiếng. Hai cổ trở về chỗ ngồi, không được quấy rối phiên xét xử. Ổn định xong, Càng tiếp. Thị Hà, bước lên. Hà trung trảy bước ba bước siêu dẹo đối diện Càng. Quan cho tôi có biết gì đâu. Càng gằn giọng. Bà giải thích sao những cái điều cô Thơ nói? Hà rít lên. Nó vu khống tôi, bởi vậy cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán là vậy đó. Thấy nó bị hãm hiếp ra tay cứu giúp nó,
giờ nó gieo tiếng quán. Còn cái vụ Thảo, tôi với nó có liên quan gì mà xúi dục nó chứ? Giả lại, tình cảm anh em chúng tôi như chén nước đầy, không có lý do gì mà tôi làm vậy đâu. Chỉ sợ nó dàn cảnh để lọt vô nhà anh ba, rồi cũng dàn cảnh cho chị ba hư thai để nó thay chị ba sinh đẻ thôi. Thơ bất ngờ trước lời lẽ của Hà, cô nén giận. Những lời như vậy mà bà cũng nói ra được à? Thật không tưởng tượng nổi trong đầu của bà còn bao nhiêu ý nghĩ dơ bẩn nữa chứ. Càng nạt ngang. Không có cãi nữa, bà Duyên đâu? Duyên nhảy bằng một chân từng bước tiến lên. Ông Thăng đưa cho bà ta cây gậy để chống cho thăng bằng. Bà giơ một chân đau lên, sưng húp. Tôi có chuyện muốn báo. Mọi người nhìn bà chăm chăm, bà ta thủng thẳng. Tôi xin lỗi, hôm qua vì sợ quá nên tôi che giấu một sự thật. Thiệt ra trưa hôm qua tôi đã gặp thằng Thảo lúc nó đang bị thương do vết đâm của con Thơ. Mọi người chưng hửng nhìn Diền, bà nói tiếp. Sáng hôm qua, sau khi bị con Hà chửi và đánh, tôi bỏ chạy về, trong bụng vừa giận vừa tức, thì nghe tiếng thằng Thảo nó kêu. Tôi trờ tới, thấy nó đang bị thương, nó nhờ tôi tới kêu giùm con Hà. Nó khai với tôi là cờ bạc đá gà mắc nợ tùm lum, có vay của Hà mấy lượng vàng đang bị Hà đòi. Hà xúi nó vô nhà Thạch cướp, vì buổi sáng có mình vợ ba Thạch ở nhà thôi. Nó bí quá nên nghe lời, ai dè chưa vô cướp được gì đã bị con Thơ đâm cho một dao, chạy bán mạng tới đây thì đuối quá. Nó kêu tôi biểu Hà đem thuốc và đến băng bó cho nó. Tôi nghe vậy phát run. Tôi không có ngu gì mà dính líu tới con Hà, nhưng phải cứu thằng Thảo. Tôi hứa với nó, rồi thay vì đi kiếm họ, tôi chạy lại nhà ông hội đồng. Lớp trung, lớp gấp gáp, tôi trật chân té xuống bờ mẫu, bị trật chân. Cố gắng đứng lên đi tiếp mà không có được, nên tôi ráng bỏ về nhà vì về nhà gần hơn. Từ cái chỗ ruộng của Phú về chỗ tôi, bình thường tôi đi bộ có chút xíu, mà hôm nay tôi bò ở trên bờ mẫu nhỏ, nên té lên té xuống cả buổi mới về tới nhà. Về nhà, ông Thăng lấy thuốc rượu bóp chân cho tôi, rồi đi mua thuốc. Đi về nghe ổng nói Thảo bị người ta giết chết rồi. Tôi quá trời sợ, nên nhờ ổng cổng ra coi, rồi im thinh thích không có dám nói ra. Tối về kể cho ông Thăng nghe, bị ổng rầy, biểu ra khai thật. Đâu phải tôi không có muốn cứu thằng Thảo đâu, tại tôi bị như vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không có nói cho ông Thăng nghe liền lúc đó, vì con Hà là dâu của ổng. Nếu ổng báo cho Hà hay trước mà ông hội đồng chưa hay, thì con Hà có dịp bưng bít sự thật nữa. Diền vừa xuống giọng ra vẻ năn nỉ. Tôi cũng cạn tính nên hại chết một mạng người, nhưng do lúc đó đau quá nên chỉ lo cho mình thôi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Hà. Cô ta run lẩy bẩy như đang sốt rét rừng. Tôi không có giết thằng Hạo, tôi không có, tôi cũng không có gặp nó trước khi chết nữa. Thằng Quát, vậy là mày thừa nhận xúi dục Thảo vô nhà của Thạch cướp của hãm hiếp. Hà quơ tay lia lịa. Không, tôi không có kêu nó hãm hiếp. Rõ rồi, vậy bà giải thích sao về cái nút áo trong tay của Thảo? Hà bật khóc. Tôi còn không biết tại sao nữa, tôi nghĩ là bà Diền đã lấy và giá họa cho tôi. Diền la lên. Tôi không có lấy, tôi cần gì giá họa. Đi báo với ông hội đồng thì con Hà cũng tiêu à. Với lại, tôi làm sao có can đảm mà đâm những cái nhát dao chí mạng vậy chứ. Tôi đâu có động cơ gì mà giết nó. Với lại, tôi nghĩ, mặc dù nó có bị thương, nhưng nó là con trai. Đàn bà tuổi tôi cũng khó mà áp gần nó để mà đâm trực tiếp vô tim. Cái nút áo theo tôi nghĩ là nó giăng đâu đó trên đầu trên tóc tôi. Tới đó tôi lui cui khum lên khum xuống nên làm rớt nó lượm được, chứ chưa hẳn là con Hà. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi, vì lúc này tôi nghe thằng Thảo nở nần, gây thù chuốc quán tùm lum, có thể ai đó thấy nó vậy nên giết trả thù không chừng. Càng lắng nghe, cảm thấy mọi việc rối nùi, ông ta đưa mắt nhìn Hương Cả. Xin ông Hương cho ý kiến.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mối Hận Máu, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.